Thưa quý vị, chúng ta đang còn ở những tháng đầu của năm 2022, thế nhưng những nguồn thông tin nóng giật gần liên quan đến siêu đại nam liên tục bùng nổ, hết show của Đàm Vĩnh Hưng cho đến chuyến thăm Hà Nội, kèo 200 tỷ với giới nghệ sĩ, giờ lại được cô luật sư Thanh Trần góp vui bằng máu cá cược, một căn nhà 3 tầng và một quyển sổ hồng. Xung quanh câu chuyện sao kê quỹ từ thiện hàng hữu, đúng thật là thú vị phải không quý vị? Như trong video trước chúng tôi đã cập nhật thông tin, đáng lẽ ra ở cương vị người ra kêu, nói một là một, hai là hai, không nói hai lời, muốn điều kiện gì thì chốt hạ ngay điều kiện ấy. Thế nhưng, vốn mang dòng máu lươn trong người nên Thanh Trần lật lọng, chống chế 2 lần, 3 lần bà Hằng trên Facebook của cô ta. Khi hay tin siêu đại nam nhận kèo sao kê quỹ hằng hữu, quý vị biết tại sao cô luật sư lương Thanh Trần lại lật lọng hay không? Vì đứng trong tâm thế là bất an lo sợ bày căn nhà to, mảnh đất nên mới là suy nghĩ vội vàng 2-3 lời đấy. Đỉnh điểm của sự trân tráo chính là việc cô này yêu cầu ông Dũng Lò Vôi phải vào cuộc. Nguyên văn Thanh Trần viết là quên mất bà Hằng nói, ông Dũng lên livestream nhận sao kê minh bạch, quỹ hằng hữu là của ông Dũng và hai người khác, chỉ có ông Dũng và hai người đó mới có quyền quyết định. Bà Hằng không có quyền quyết định và xém chút nữa bị bà chơi cho một vố đau, sau đó lại bồi thêm một status. Tôi đoán đúng 100% quỹ hằng hữu không phải của bà siêu Phương Hằng, bà ta nhận sao kê. Để đám YouTube chính nghĩa bắt đầu livestream xúc phạm tôi, đám YouTube đang tìm kiếm nhà của tôi để quấy rối. Ê Hằng, mấy cái status lật mặt được rồi, điên lại đi cắn cà nà. Thanh Trần thích thì bà Phương Hằng chiều. Ngay trong tối ngày 26 tháng 2 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên sóng livestream và bà cho biết sẽ chiều theo ý của Thanh Trần. Để mà biết bà chơi nét như thế nào thì ông Dũng không có mặt tại nhà nên bà siêu Phương Hằng đã điện thoại trực tiếp để trao đổi thông tin với chồng. Sau khi ông Dũng Lò Vôi nhận được thông tin từ vợ của mình, câu trả lời và phản ứng của người đàn ông này đã khiến cho công chúng thêm phần ngưỡng mộ và thán phục. Vì không chỉ đồng ý mà còn cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho bà Phương Hằng. Em nhận kèo thoải mái đi, sao đi, chứ có gì đâu, cái gì thì anh ký cho, bắt kèo đi. Còn ai có kèo nào lớn hơn thì bắt luôn, ủng hộ, có được sự ủng hộ của chồng. Thì bà Phương Hằng tiếp tục là thay chồng. Thấy chồng tôi nói chưa, còn cái kèo nào lớn hơn thì bắt luôn, muốn thanh tra cái gì, kiểm toán cái gì, và chúng tôi đồng ý hết bởi điều kiện. Thế ra tài sản cho nhân dân đi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Dũng Lò Vôi đích thân ra mặt bảo vệ ủng hộ vợ mình trong hơn một năm qua. Dù ông Dũng ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện là đúng lúc, đúng thời điểm để tiếp sức thêm sức mạnh cho vợ của mình. Không giống như một số người như ca sĩ Đồng Xanh, Hằng Ni hay là Trang Mắm Khàn, hay là cả luật sư Thanh Trần này, dù bị cô siêu đại nam hay nhiều người công kích thì chồng của những cô gái này cũng không dám ló mặt bảo vệ vợ mình dù chỉ một lần. Động thái này của ông chủ khu du lịch Đại Nam nhận được rất nhiều sự tán thưởng của cộng đồng mạng. Động thái này của ông khu du lịch Đại Nam nhận được sự tán thưởng của cộng đồng mạng thật ngưỡng mộ, vợ chồng anh chị quá, chơi quá nét, chú Dũng đỉnh thật, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Nhìn mặt bà kiểu là chồng tao đó, tụi bay sáng mắt chưa? Còn ở phía Thanh Trần thì sao, cô ta muốn gì? Bà Phương Hằng đã đáp ứng cả rồi, có lẽ là đáng lẽ phải chốt kèo ngay đi chứ. Nhưng không, cô này không chỉ lươn mà còn là lươn bẩn bựa nữa nhé quý vị, vì cô ta lại giở trò. Đá quá, giờ không thấy anh Dũng lên livestream nhận sao kê, gọi điện thoại à? Đầu dây bên kia là ai? Rồi biết đủ là 200 tỷ tiền bồi thường thiệt hại. Tôi đưa giấy tờ công chứng, thay đổi chữ ký, ba người sáng lập đồng ý cho sao kê, chúng ta chơi. Đúng là trơ tráo tận cùng. Cùng với giọng nói đó của ông Huỳnh Uy Dũng thì là của ai? Và bà Phương Hằng tâm trí cũng bình thường, có dại gì đâu mà bà phải đi thuê người để giả mạo chú Huỳnh Uy Dũng. Và ông Dũng cũng đâu phải là kém thông minh để mà cho bà Hằng qua mặt, mà cô luật sư thủ kho này nghi ngờ người ở đầu dây bên kia không phải là ông Dũng. Chẳng qua là cô này bị dồn đến đường cùng, lo sợ bay căn nhà và quyển sổ hồng, sợ bị chồng đánh cho bầm đầu nên là hóa ngáo thôi quý vị ơi. Cộng đồng mạng ngay lập tức vào khịa ngay. Dễ gì bỏ qua màn lươn ngu ngục này, hèn thế, người ta sống giặc nhận kèo, mình thì đi tìm lý do để chuồn, nhục nhã quá. Kèo móm à, dễ rách móm xong chạy, chưa thấy ai dễ rách như con này. Tự ra kèo, tự chạy, tự bốc xịt ăn đây. Lạy má, chọi không đúng chỗ rồi. Má Hàn Ni bị loạn thần, chịu không nổi phải uống thuốc. Giờ tới lượt má, luật sư không viết nổi một cái lập luận, ha ha. Nhục chưa,
cắn cái quỹ của người ta hơn nửa năm trời, giờ chắc kêu người ta sao kê, ok cả vợ lẫn chồng, thì quay ra là kêu hết hạn, hai ngày, như mấy đứa con nít quá, bỏ chạy, nhục như cửa khó. Cũng một thông tin cực nóng thưa quý vị là bà Phương Hằng nhận sao kê quỹ Hằng Hiểu, đối thủ sẵn sàng bỏ một căn nhà và một mảnh đất, quyết tay đôi là ai? Thì thưa quý vị, một thông tin cực nóng đang được lan truyền rộng rãi chóng mặt trên mạng xã hội, không kém là thông tin chiến tranh giữa Nga và Ukraine, chính là việc bà Phương Hằng đã đồng ý chốt kèo sao kê quỹ từ thiện Hằng Hiểu, và đặc biệt người đứng ra nghênh chiến với bà Phương Hằng, thách thức CEO Đại Nam mời kiểm toán vào cuộc không phải là bốn gương mặt gương sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng hay là Tay Lang Băm, Võ Nằm Yên, mà lại là một chú lươn con thích hóng chuyện, được mọi người gọi là luật sư Thanh Trần, với tên đầy đủ là Trần Thị Hồng Thanh. Cụ thể từ hôm qua cho đến nay thì cô nàng đã liên tục có những động thái khiêu khích trên trang cá nhân như sau: tối qua tôi tuyên bố chị Hằng muốn nhà và đất hoặc là sao kê tài khoản của Hoài Linh, sao kê quỹ Hằng Hiểu từ năm 2016 đến năm 2021, sao kê phải thật và tôi kiểm tra những con số chi ra và thu vào là thật, chỉ nhận kèo trả lời trên Facebook chính chủ, chị không dám nhận kèo thua gì, và tôi sẽ kiểm tra đối chiếu với chi cục thuế những nơi chị đã trao tặng mua bán. Bộ Nội vụ nếu cần thiết mời Bộ Công an, những nơi này sẽ biết giả thật. Và chị chơi hàng ảo quá nhiều rồi, tôi không tin chị Hằng chốt 21 giờ tối ngày 26 tháng 2 năm 2022. Công ty nhà nước hoặc cổ phần cuối năm, ban giám đốc kiểm toán độc lập kiểm tra bộ phận nào đó và trong công ty là chứng từ là bộ phận bị kiểm toán cung cấp và cho kiểm toán rà soát. Nếu bị sai lệch sổ sách, trưởng bộ phận lén lút bổ sung quỹ Hằng Hiểu bà Hằng cung cấp, chứng từ sổ sách kiểm toán và kiểm tra trên là chứng từ, sao biết thật giả, sẵn dịp chúng ta sẽ kiểm tra 50.000 bình oxy và trang thiết bị y tế luôn vào nguồn vốn ODA, có hay không vào quỹ Hằng Hiểu mổ tim, biết bao nhiêu cháu, không để cho Thanh Trần thất vọng. Bà Phương Hằng cũng đã có động thái đáp trả thẳng mặt. Trên trang Facebook cá nhân của mình bà viết: quý vị thân mến, tôi chính thức nhận kèo của Trần Thị Hồng Thanh, kêu kiểm toán và sao kê quỹ Hằng Hiểu và thách thức tặng một căn nhà một miếng đất. Tôi sẽ tặng lại cho Mặt trận Tổ quốc và yêu cầu kiểm toán vào kiểm toán tay ba. Tôi đề nghị luật sư Trần Thị Hồng Thanh thuê kiểm toán vào để kiểm tra quỹ Hằng Hiểu và tôi cũng sẽ thuê kiểm toán và thêm một kiểm toán thứ ba quan sát và kiểm tra. Đây là một cuộc chơi trí tuệ và danh dự. Quý vị hãy làm chứng nhé, và tôi sẽ mời công chứng vào làm biên bản cam kết cho đôi bên rõ ràng pháp lý nhé, và đề nghị luật sư này chụp giấy tờ tài sản sổ đỏ để chứng minh có đủ tài sản để chơi với tôi kèo này. Nói được làm được, đứa nào bỏ cuộc là nhục nhã như con cờ hó nhé quý vị. Như vậy, khác với đám cường sĩ, dù được bà Phương Hằng bồi thường thêm 200 tỷ danh dự, nếu đứng ra sao kê nhưng rốt cuộc chẳng có cá nhân nào là dám lên tiếng, thì bà Phương Hằng lại có khẳng khái chốt kèo ngay và luôn. Quân tử nói được làm được, dám đặt kèo thì dám chốt kèo. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng chưa biết kết quả cuộc cá kèo này ra sao, nhưng thông qua hành động cứng rắn của bà chủ Đại Nam thì cũng đã thấy đủ bản lĩnh của bà Phương Hằng ra sao. Mà bản lĩnh này là đến thể hiện sự trong sạch, đủ liêm khiết, trong sáng thì CEO Đại Nam mới có thể lập hùng hổ nhận bắt kèo ngay và luôn như vậy. Và một lần nữa, cuộc cá kèo này người lại lợi lại là nhân dân chứ không phải là bà Hằng, bởi bà cũng nói thẳng là chốt kèo đợt này, chốt được kèo. Nếu mà bà thắng, Thanh Trần phải giữ lời hứa đưa một căn nhà một miếng đất và hai thứ này sẽ được sung vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phục vụ cho nhân dân, chứ bà không giữ làm của riêng. Ngay khi CEO Đại Nam nhận kèo, Thanh Trần cũng đáp trả ngay. Cô ta viết: chị Hằng nhận kèo trả lời trên Facebook chính chủ có tích xanh 21 giờ tối thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Hạn chót sao kê ra không đúng như những gì chị nói trên sóng livestream về việc làm từ thiện. Chị móc túi ra làm tiền túi cá nhân. Và chị thua gì cho tôi 200 tỷ như vậy? Cô này đòi bà Phương Hằng, nếu bà Hằng thua thì phải dâng cho cô ta 200 tỷ bằng số tiền của cô cá kèo với nhóm cường sĩ từ thiện. Và chưa biết là ai đúng ai sai, ai lợi hại như thế nào. Nhưng trước tiên cứ theo lời bà Phương Hằng nói, cái đã. Và đầu tiên là hãy mời công chứng luật sư lập hồ sơ cho các cuộc cá cược này để hai bên ai thắng ai thua không còn đường để lươn lẹo. Thanh Trần cũng phải sao kê đầy đủ tài chính và tham gia cuộc chơi, rồi muốn sao kê thế nào thì sao kê, xem ra chưa biết lời lại thế nào, có hưởng được 200 tỷ của chị Đại hay là không. Nhưng trước mắt vị luật sư này phải tốn tiền thuê luật sư kiểm toán vào để mà kê khai tài sản của chính mình, sau đó tốn tiền cho họ để họ đứng ra sao kê quỹ Hằng Hiểu rồi, không biết vị luật sư này có đủ tiền hay không. Quả thật là
lo cho cô này quá. Và hiếm hoi lắm mới có một cuộc cá kèo thú vị như thế này. Kết quả lần này ra sao? Quý vị hãy theo chân, theo dõi bản tin Hồng Miến TV và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin này gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mến chào và hẹn gặp lại!